Xin chào tất cả các em. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Cô là Khương Thị Trúc Mai, hiện đang công tác tại trường tiểu học Vĩnh Lợi thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em học tập ở nhà với phần môn tập làm văn. Khi các em muốn gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ mừng thọ, sinh nhật hay một dịp lễ lớn trong năm đến người thân, bạn bè, các em thường viết bưu thiếp gửi đến họ. Vậy, để viết một tấm bưu thiếp như thế nào cho đúng, cô cùng các em đi vào bài học hôm nay nhé. Cùng bắt đầu nào. Bài học hôm nay thuộc chủ điểm ông bà yêu quý, bài 4 bà tôi, với tiết tập làm văn viết bưu thiếp, đọc bài văn về gia đình. Đến với bài học này, các em cần đạt những mục tiêu như sau. Thứ nhất, viết được bưu thiếp. Thứ hai, chia sẻ được một bài văn đã đọc về gia đình. Các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 1, viết và vở. Ở bài học này, chúng ta cần thực hiện hai bài tập là bài tập 6 và bài tập 1 ở phần vận dụng. Các em hãy mở sách trang 73. Chúng ta sẽ cùng tiến hành thực hiện lần lượt từng nội dung. Đến với bài tập đầu tiên, bài tập số 6. Ở bài tập này, chúng ta có hai nội dung A và B. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện câu A. Cục đọc yêu cầu với cô. 6. Viết bưu thiếp. A. Đọc bưu thiếp sau và trả lời câu hỏi. Chúng ta cùng đọc bưu thiếp. Bà kính yêu, nhân dịp lễ mừng thọ bà, cháu kính chúc bà luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Cháu của bà, Nguyễn Việt Tùng. Sau khi đọc xong bưu thiếp, chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, bạn Tùng viết bưu thiếp gửi cho ai? Bạn Tùng viết bưu thiếp nhân dịp gì? Và câu hỏi cuối cùng, bạn Tùng viết những nội dung gì trong bưu thiếp? Các em hãy cùng cô đọc lại bưu thiếp một lần nữa nhé. Bà kính yêu, nhân dịp lễ mừng thọ bà, cháu kính chúc bà luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Cháu của bà, Nguyễn Việt Tùng. Các em hãy đọc kỹ bưu thiếp và trả lời lần lượt từng câu hỏi. Các em cùng tiến hành nào. Các em đã sẵn sàng để đi tìm câu trả lời chưa? Chúng ta cùng tiến hành nào. Câu hỏi thứ nhất, bạn Tùng viết bưu thiếp gửi cho ai? Dựa vào bưu thiếp, chúng ta có ở dòng đầu tiên, bà kính yêu. Vậy câu trả lời của chúng ta là bạn Tùng viết bưu thiếp gửi cho bà. Rất giỏi, cô dành lời khen cho các em. Đến với câu hỏi thứ hai. Bạn Tùng viết bưu thiếp nhân dịp gì? Dựa vào bưu thiếp, chúng ta có nhân dịp lễ mừng thọ bà. Câu trả lời sẽ là bạn Tùng viết bưu thiếp nhân dịp lễ mừng thọ bà. Đúng không các em?
Rất tốt. Đến với câu hỏi cuối cùng. Bạn Tùng viết những nội dung gì trong bưu thiếp? Dựa vào bưu thiếp chúng ta có câu trả lời. Nội dung trong bưu thiếp bạn Tùng viết là lời chúc bà mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Cô có lời khen dành cho các bạn trả lời đúng được cả 3 câu hỏi. Chúng ta đến với bài tập B. Đọc yêu cầu bài tập B. B. Viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân. Để thực hiện bài tập này, cô có gợi ý về trình tự khi viết một tấm bưu thiếp cho các em như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ gửi lời chào dành cho người nhận. Ví dụ như bà kính yêu, mẹ thương mến, vân vân. Nội dung thứ hai là nội dung chúng ta cần viết là gì? Ở bài tập B này, nội dung chúng ta cần viết đó là chúc mừng sinh nhật một người thân. Và cuối cùng, ký tên người gửi. Ví dụ như cháu của bà, con của mẹ và viết tên của chúng ta ra. Các em đã nắm được trình tự khi viết một tấm bưu thiếp như thế nào chưa? Bây giờ các em hãy tiến hành viết bưu thiếp theo các gợi ý của cô nhé. Cô có một số lưu ý dành cho các em khi viết. Giữa phần lời chào, nội dung và ký tên người viết, chúng ta cần xuống hàng để tránh bị nhầm lẫn giữa các phần. Và lưu ý khi viết, đầu câu phải viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Đối với tên riêng, chúng ta cần viết hoa tên riêng các em nhé. Sau đây cô có một tấm bưu thiếp gợi ý. Các em cùng tham khảo nhé. Đầu tiên, cô sẽ gửi lời chào, gửi mẹ yêu của con. Đến với nội dung, chúc mừng sinh nhật mẹ. Nhân dịp sinh nhật mẹ, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống. Phần cuối cùng là phần ký tên, con gái của mẹ, Trúc Mai. Đây là một tấm bưu thiếp hoàn chỉnh mà cô gợi ý cho các em. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Gửi mẹ yêu của con, chúc mừng sinh nhật mẹ. Nhân dịp sinh nhật mẹ, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống. Con gái của mẹ, Trúc Mai. Cô đã vừa hướng dẫn các em bài tập 6. Các em thân mến, không chỉ vào những ngày lễ như lễ mừng thọ, sinh nhật, mà vào những dịp lễ lớn, những ngày lễ truyền thống của dân tộc như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, v.v. Các em cũng hãy thường xuyên gửi những chiếc bưu thiếp với những lời yêu thương, những lời chúc tốt đẹp đến ông bà, cha mẹ
người thân và cả bạn bè của mình các em nhé. Chúng ta đến với nội dung tiếp theo. Nội dung cuối cùng ở phần vận dụng bài số 1. Các em cùng đọc yêu cầu với cô. Đọc một bài văn về gia đình. A. Chia sẻ về bài văn đã đọc. B. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Chúng ta cùng đến với nội dung đầu tiên. Câu A. Chia sẻ bài văn đã đọc về gia đình. Ở nhà, các em hãy chia sẻ bài văn hoặc câu chuyện các em đã đọc về gia đình cho ông bà, cha mẹ, người thân của mình nhé. Khi chia sẻ, các em cần nói lên. Thứ nhất, trong bài văn câu chuyện đã đọc về gia đình, em thích nhất là bài văn câu chuyện nào? Tác giả của bài văn câu chuyện em đã đọc là ai? Trong đó, em thấy hình ảnh nào đẹp, ấn tượng? Và cuối cùng, bài văn hoặc câu chuyện đã cho em bài học gì? Các em hãy cùng chia sẻ với người thân của mình về bài văn các em đã đọc về gia đình nhé. Sau đây, cô cũng có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng với các em. Câu chuyện có tên là Bà Cháu, với tác giả là Trần Hoài Dương. Câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có ba bà cháu, tuy cuộc sống nghèo khổ, nhưng lúc nào cũng đầm ấm. Một hôm, có cô tiên đi qua và cho hai người cháu một quả đào và dặn: khi nào bà mất thì đem hạt đào này gieo bên mộ, các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng. Khi bà mất, hai anh em mang hạt đào gieo bên mộ bà, cây đào lớn nhanh và kết thành bao nhiêu là trái vàng, trái bạc. Tuy sống trong sự giàu sang, sung sướng, nhưng hai anh em lúc nào cũng buồn bã vì nhớ bà. Cô tiên hiện lên, hai anh em khóc lóc xin cô cho bà sống lại, cho dù cuộc sống có cực khổ như xưa. Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm, lâu đài, ruộng vườn, phút chốc biến mất. Người bà sống lại, móm mém, hiền từ, ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng. Qua câu chuyện trên, cho thấy điều gì với các em? Đúng rồi, cho thấy tình yêu thương gắn bó sâu sắc của bà cháu. Tình cảm ấy còn quý hơn cả vàng, bạc. Câu chuyện còn ca ngợi sự hiếu thảo của hai người cháu dành cho người bà của mình. Sau khi chia sẻ về câu chuyện các em đã đọc về gia đình, chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu B. B. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Khi viết vào phiếu đọc sách, các em cần nêu tên bài văn là gì? Ví dụ của cô là Bà Cháu, theo tác giả là Trần Hoài Dương. Hình ảnh đẹp và ấn tượng mà bài văn em vừa đọc là tình yêu thương gắn bó sâu sắc của bà cháu và sự hiếu thảo của hai người cháu dành cho bà của mình. Cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện hai bài tập 6 và bài tập 1 ở phần vận dụng. Các em à, tình cảm gia đình được xây dựng trên tình yêu thương, bổn phận và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình với nhau. Tình yêu thương của các thành viên không chỉ thể hiện qua hành động mà còn được thể hiện qua lời nói, phải không các em? Vì vậy, hãy thường xuyên dành những lời yêu thương cho ông bà, cha mẹ, người thân của mình, các em nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi.
Qua bài học hôm nay, cô đã hướng dẫn cho các em viết được một bưu thiếp gửi đến người thân và bạn bè, cũng như đã chia sẻ được một bài văn câu chuyện đã đọc về gia đình. Ở nhà, các em hãy tiếp tục chia sẻ cho người thân của mình về những bài văn câu chuyện các em đã đọc nhé các em. Các em hãy xem lại bài và chuẩn bị cho cô bài ôn tập 1 cho tiết học tiếp theo nhé. Cô cảm ơn các em đã theo dõi và đồng hành cùng cô trong tiết học ngày hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau.